Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ cấp thành phố tại khu vực trung tâm quận Nhất. Cuộc diễn tập quy tụ gần 1.500 người thuộc các lực lượng chức năng với tình huống chữa cháy cứu hộ tại tòa nhà phức hợp cao tầng nơi tập trung đông hàng ngàn người dân. Tình huống diễn tập diễn ra tại tòa nhà siêu cao tầng M Plaza Sài Gòn, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động phức hợp văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ, nơi tập trung đông người. Theo đó, ba sự cố liên quan xảy ra cùng thời điểm. Một ô tô tại tầng hầm B2 bị rò rỉ xăng do sự cố chập điện gây cháy, sau đó lan nhanh hình thành đám cháy lớn. Trong lúc thoát nạn, nhân viên nhà hàng ở tầng 2 bỏ lại bếp ga đang cháy, còn tầng 10 là sự cố chập điện gây cháy văn phòng. Lúc này, có khoảng 3.000 người đang làm việc, tham quan mua sắm và lưu trú tại tòa nhà M Plaza Sài Gòn. Gần 1.500 người và hơn 100 phương tiện cơ giới tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và hướng dẫn thoát nạn cho người dân. Sau 45 phút, với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, sự cố cháy nổ tại tòa nhà siêu cao tầng M Plaza Sài Gòn đã được dập tắt hoàn toàn. Cuộc diễn tập nhằm nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy nổ cao, tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống cháy của lực lượng, phương tiện tại chỗ.